Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ rất là hay trong cuộc sống. Đó là kiểm tra được tất cả các remote của tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy đồ này kia hoặc máy quạt để xem nó còn tốt hay không. Tại vì đôi khi nếu các bạn nhấn các điều khiển mà không điều khiển được các thiết bị trên thì các bạn phải kiểm tra nó, đôi khi nó là hết pin hoặc là nó là hư cái mạch này, hư cái remote. Thì đơn giản thôi, các bạn bật camera điện thoại lên và quay cái đầu mà điều khiển có cái hồng ngoại thì các bạn nhấn nhấn vào, nếu thấy còn sáng đỏ đấy là tốt, còn nếu không thấy sáng thì chứng tỏ là một là hết pin, hai là hư hư cái remote. Thì nếu không sáng thì các bạn thay pin, nếu thay pin xong mà nhấn vào vẫn không thấy sáng thì chứng tỏ nó là hư luôn rồi nhé. Các bạn không cần cái điện thoại thông minh hoặc là đắt tiền đâu, chúng ta chỉ cần cái cùi bắp này thôi. Đó, điện thoại này là dùng được rồi. Đây, rồi chúng ta sẽ nhấn. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ sáng. Mắt thường mình nhìn sẽ không thấy sáng đâu nha. Phải qua camera thì mới thấy được. Đây. Đấy, các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ để mọi người cùng biết. Đồng thời nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ mình và theo dõi được các cái video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.